Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay em giới thiệu với các bác hai viên mặt dày sapphire. Sapphire lục yên hết nhá. Viên này xanh đậm. Viên này to. Viên này 177 kk, 77 CT. Viên này cũng phải hơn 100 CT. Mặt dày sapphire rất chi là đẹp. Này bọc vàng, bọc bạc vào thì đeo rất là ok. Sapphire đấy. Sapphire này độ cứng 19 nha các bác nhé. Nếu các bác nào có máy thử độ cứng thì biết ngay. Em có nhưng mà em vẫn là gì kìa. Cái này độ cứng 19 luôn. Rất cứng. Này mình nhận nam này rất là khủng. Sapphire lục yên nhé, mặt dây hai viên. Bác nào cần thì liên hệ với mình nhé, có số điện thoại là 0985431737 ạ. Bác nào chung sở thích về đá quý có thể theo dõi kênh, đăng ký kênh cũng như là giao lưu và cho ý kiến ạ, cũng như là giao lưu các mặt hàng về đá quý ấy. Hai viên mặt dày rất đẹp.